hàng này, quả cherry này. Đá cherry này. Đấy. Cốc. Nhặt luôn. Đấy. Ủa quả ngon nhỉ, quả này ngọt hơn đúng không? Quả này ngọt hơn. Đấy, là hái cherry ấy. Đấy. Bỏ bỏ cái đấy xuống ngay. Xong rồi. Rồi. Phải vơi xuống. Ừ, rơi vào rồi. Đây gấu Vi đứng cạnh xem Ba Hoàng với là bác Tú hái cherry nhá. Không, không cả thôi. Cục xương gì? Cục xương bò à? Chắc chó ăn đấy. Chó này chắc chó canh vườn đấy nhở? Bình thường thả thả nó ra ấy thì mới canh được vườn đấy đúng không? Giữ ấy. Trộm mà. Đúng rồi. Canh trộm mà. Hồi đấy chắc là hồi chó này là bảo vệ đấy. Này vào thì thôi. Ừ. À con ra con hai pha với em gấu. Ồ anh Vin có hai quả cherry hai bên tay của gấu kia. Anh Vin có hai quả cherry ừ. Gấu kìa. Gấu đang mượn ăn bánh. Đúng như anh Vin có hai quả cherry nha. À gấu đút hết bánh ngon mồm này, gấu cầm cherry đây. Cherry ở gấu đây. Vin đang hai sinh đôi này. Hai cánh sinh đôi này. Anh Vin. Gấu mỗi tay một quả nhé. Gấu cũng mỗi tay một quả. Giống anh Vin. Wow, đây, cherry ra vừa hái này. Gấu có hai quả này. Con ra nhìn em gấu có hai quả. Có một cả. Gấu có mỗi tay một quả. Đi xem gấu. Có một cả. Gấu có cherry đỏ hơn không? Phải đỏ hơn. Cái ôi. Mẹ biết cho gấu anh bắn kiểu gì không? Hôm qua gấu anh kiểu bắn kiểu giống như mèo anh ấy. Ok, để mẹ cho gấu ăn.